Xin chào quý vị đã trở lại với kênh YouTube của Bạn Vẽ Nha. Khi đến với Bạn Vẽ Nha, quý vị có hơn 10.000 mẫu mã đẹp hiện đại phù hợp mỗi yêu cầu để lựa chọn với đơn giá không thể hợp lý hơn, chỉ 6.900.000 đồng cho một bản vẽ, hỗ trợ miễn phí hồ sơ xin cấp phép xây dựng. Đặc biệt quý vị không cần mất thời gian chờ đợi thiết kế, được toàn quyền kiểm tra khi nhận bản vẽ tại nhà rồi mới thanh toán, thậm chí hỗ trợ thi công giám sát nếu gia chủ cần. Đây là toàn bộ những ưu việt quý vị có thể sở hữu khi chọn cho mình một bản vẽ ở bạnvẽnha.com.vn. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị bản vẽ của một ngôi nhà 3 tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Đây là một mẫu nhà rất được quý khách hàng quan tâm trong thời gian gần đây. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn ngắm vẻ đẹp căn nhà qua những bản vẽ phối cảnh 3D. Màu sắc ngôi nhà tươi sáng, thu hút ánh nhìn với gam màu trắng, màu xanh nổi bật bởi mảng tường ốp gạch thẻ Inox tạo thành một tổng thể rất thanh lịch và tươi mới. Đặc biệt kết hợp phần mái Nhật màu xanh càng giúp ngôi nhà thêm phần nổi bật. Mái Nhật là một lựa chọn của nhiều gia chủ hiện tại vì vẻ đẹp trang nhã, hình khối ngôi nhà vuông vức khỏe khoắn, đúng tinh thần của phong cách hiện đại. Một điểm nhấn của công trình là phần giàn hoa được sơn trắng, góp phần giúp ngôi nhà thêm vẻ mềm mại hơn. Có thể thấy ngôi nhà tạo nhiều mảng xanh ở khu vực giàn hoa cũng như ở những phần tiểu sảnh, bồn hoa dưới cửa sổ tạo cảm giác dịu mắt khi ngắm nhìn. Quý vị có thể thấy hai chiếc cột hiên hai bên rất nổi bật ở phần sảnh chính, thân cột được sơn trắng, trụ cột ốp gạch Inox xám, hài hòa với tổng thể ngôi nhà. Bậc tam cấp của căn nhà được ốp đá kim sa tối màu, tam cấp tượng trưng cho thiên địa nhân theo thuyết tam sinh tương ứng. Phần chân tường ốp gạch giả đá màu xám để tôn lên vẻ đẹp ngôi nhà. Bên trên ốp gạch tia vân sét giúp bảo vệ công trình không ẩm mốc. Cửa chính chất liệu gỗ kết hợp kính tăng thêm vẻ sang trọng và đẳng cấp. Các cửa sổ của ngôi nhà đều sử dụng chất liệu nhôm hệ kết hợp kính. Đây là thiết kế rất phổ biến trong những ngôi nhà hiện nay, vô cùng hợp với phong cách hiện đại. Tiếp theo xin mời quý vị quan sát bản vẽ mặt bằng để xem phân chia không gian bên trong ngôi nhà như thế nào. Vì ngôi nhà có 3 tầng nên sẽ có 3 mặt bằng phân chia nội thất khác nhau. Với bản vẽ mặt bằng nội thất tầng 1, chúng ta sẽ thấy được chiều rộng ngôi nhà là 8,42m, chiều dài là 14,72m, diện tích sử dụng rơi vào khoảng 290m2. Quý vị có thể thấy tầng 1 được thiết kế gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng bếp ăn, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung. Với diện tích này phải nói là khá thoải mái để các thành viên gia đình sinh hoạt. Dựa trên bản vẽ có thể thấy ngôi nhà có 3 lối tiếp cận, một lối từ cửa chính, một lối từ phòng ăn mở ra sảnh phụ và một lối cửa sâu mở ra từ nhà bếp. Một ngôi nhà có 3 lối tiếp cận như vậy rất tốt về mặt phong thủy cho các thành viên gia đình. Tiếp theo sẽ đến bản vẽ mặt bằng nội thất tầng 2. Tầng 2 được thiết kế gồm một phòng sinh hoạt chung có lối cửa mở ra khu vực sân chơi. Bên cạnh đó còn có một phòng ngủ master có nhà vệ sinh riêng, hai phòng ngủ thường và một nhà vệ sinh chung. Khu vực cầu thang có đánh số thể hiện 25 bậc thang, đúng công thức 4N+1 theo phong thủy, rất tốt cho gia chủ. Cuối cùng là bản vẽ mặt bằng nội thất tầng 3, tầng cao nhất thiết kế gồm một phòng giải trí có cửa mở ra sân sau, bên cạnh đó có một nhà vệ sinh, một phòng giặt và một ban công. Các bố trí không gian của cả 3 tầng đều vô cùng hợp lý. Chúng tôi vừa giới thiệu quý vị những bản vẽ mặt bằng cũng như những bản vẽ phối cảnh 3D của căn nhà 3 tầng mái Nhật phong cách hiện đại. Nếu như quý vị có mong muốn sở hữu cho mình bản vẽ này gồm cả mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt cũng như các bản vẽ chi tiết để lên phương án xây dựng ngôi nhà của mình, hãy truy cập ngay website của chúng tôi www.banvenha.com.vn. Chỉ với 6.900.000 đồng, quý vị đã có được bản vẽ thiết kế thật chất lượng từ những kiến trúc sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.